Tiếp đó, chiều nay, ngày 23 tháng 1, tại xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương Tết Nghĩa Tình, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Đa. 30 xuất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm gạo và một số nhu yếu phẩm đã được trao đến tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc đủ đầy hơn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sẻ chia của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và chính quyền địa phương đối với những hộ gia đình khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh một phần quà gồm bánh kẹo và 10 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các cháu nhỏ mồ côi, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại trung tâm, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc.